trời Phật thương tình, các tinh cao chiếu, vận số cực may, cực đỏ, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng, làm ăn trúng lớn, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý bạn tuổi Nhâm Tuất trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc bản mệnh luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, vận trình của quý bạn tuổi Nhâm Tuất sẽ gặp phải những khó khăn nhất định, đi kèm với đó cũng sẽ là cơ hội ùn ùn kéo đến. Tài lộc đổ đầy nhà, sắm nhà to hơn, tàu xe xịn hơn, đổi đời nhanh hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người, an hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Nếu như bản mệnh tuổi Nhâm Tuất hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, ắt sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với bản mệnh tuổi Nhâm Tuất về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của bản mệnh trong năm Ất Tỵ 2025. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không. Cơ may nào đến với bản mệnh trong năm 2025 âm lịch này, bản mệnh cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì, ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Đặc trưng tính cách người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng. Nhâm Tuất sinh năm 1982, hay còn được gọi là Cố Gia Chi Khuyển, tức chó về nhà. Năm sinh dương lịch, từ 25 tháng 1 năm 1982 đến 12 tháng 2 năm 1983, năm sinh âm lịch, Nhâm Tuất. Năm Ất Tỵ 2025, người tuổi Nhâm Tuất là 44 tuổi âm lịch, mạng đại hải thủy, tức nước biển lớn, khắc thiên thượng quả, con nhà hắc đế, số quan lộc tân khổ, xương con chó, tướng tinh con khỉ, Nhâm Tuất cuộc đời được Phật độ mạng. Thiên can, nhâm, tương hợp, đinh, tương hình, bính, mậu, địa chi, tuất, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Nhâm Tuất giới nạp âm hành thủy, do can nhâm thủy ghép với chi tuất thổ, thổ khắc nhập thủy tức là chi khắc can, thuộc lứa tuổi gặp nhiều trở ngại và nghịch cảnh ở tiền vận. Nhờ sức phấn đấu của bản thân và sự tương hợp ngũ hành giữa nạp âm và can, nên nửa đời sau, cuộc đời trở nên an nhàn và thanh thản hơn tiền vận. Thủy tính chứa nhiều trong tuổi, khi thủy dượng hay suy yếu, thiếu chất thổ kiềm chế các bộ phận bài tiết và thính giác, dễ có vấn đề lớn, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Nhâm Tuất có đầy đủ hai tính chất của can nhâm, linh hoạt, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều dục tính, lúc đắc thế rất hào hiệp. Chi tuất, đa năng, trung thực, rộng rãi phóng khoáng, rất phân minh về tiền bạc. Nhâm Tuất nam mệnh thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng dễ thành công, nhưng không bền trí, đa số có sở trường về kinh tế, tài chính, ngân hàng, sớm xa gia đình từ thuở trẻ, nên đối xử với bạn bè như người thân thuộc, sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Người tuổi Nhâm Tuất có thủy nạn trong đời, vì vậy họ phải cẩn thận khi gần sông nước, nếu có sông sâu sóng lớn, giếng nước thì chớ có khinh suất bất cẩn mà có thể thiệt thân, sống bất lương thì có lần tù tội nặng. Nhâm thuộc bộ thủy, tuất thuộc hành thổ, nên người Nhâm Tuất sinh năm 1982 gọi là thủy mang phù sa, có trụ hình là nước đục, cửa biển chứ không phải biển lớn. Nước đục nghĩa là người Nhâm Tuất luôn đứng giữa chính và tà, nhưng đồng thời có vận quý nhân. Thực chất, nam giới tuổi Nhâm Tuất là người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng, tính tình cương trực, ngay thẳng. Họ là người trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, có ý chí và nghị lực. Đây là người thông minh sôi nổi, dám nghĩ dám làm, cũng rất nhảy bén với thời cuộc. Họ ôm trong mình hoài bão lớn, khát khao xây dựng sự nghiệp, tạo dựng cuộc sống đầy đủ sung túc. Trên đường đi, nếu thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Nhâm Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Thế nhưng, đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những con người nhiều chuyện, bảo thủ. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Nhâm Tuất sẽ không vội vàng trách móc to tiếng. Họ đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ đánh giá. Đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình đạt lý.
Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy tuổi Nhâm Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý tin tưởng. Trong cuộc sống, Nhâm Tuất nam mệnh là những người mạnh mẽ, có ý chí quyết tâm, bất kể làm việc gì cũng suy nghĩ mọi việc thấu đáo, sâu sắc cứng rắn trong các quyết định. Nói là làm, nghị lực cốt cách con người họ ít ai sánh bằng. Trong công việc thì Nhâm Tuất nam mệnh là người rất chăm chỉ làm việc, thực hiện mục tiêu đến cùng bằng sự kiên trì nhẫn nại. Đặc biệt, con giáp này cũng có nhiều ưu điểm vượt trội như là thông minh, chính trực, đa mưu túc trí và có chí lớn, nên rất thích hợp cho vị trí cao. Ở nhiều lĩnh vực trong xã hội, dù đứng ở cương vị nào, con giáp này cũng sẽ tạo được điểm nhấn và bứt phá lên nhanh chóng vào thời trẻ. Nhưng họ cũng có điểm yếu là thường dễ nổi nóng và đưa ra cho mình yêu cầu quá cao, nên dễ chán nản và có những bước đi sai, khiến gặp phải những thất bại không đáng có. Nhưng đối với họ, thất bại đó cũng chỉ là bàn đạp để họ bứt phá tiến về phía trước. Bước vào giai đoạn trung vận, những người tuổi Nhâm Tuất thường gặt hái được nhiều thành công nhờ tính cách hào sảng và phóng khoáng, mà họ gặp nhiều may mắn. Bên cạnh đó còn có quý nhân chiếu cố, cuộc sống càng về sau càng thăng hoa rực rỡ, càng già càng giàu, có cuộc sống an nhàn sung túc. Xem tử vi năm 2025, tử vi học nhận định khó khăn thách thức sẽ không ngừng xuất hiện trên đường đời của người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Nhưng xét về mặt tích cực, đó chính là cơ hội để bạn mệnh rèn luyện bản thân trở thành một người ngày càng tài giỏi hơn. Muốn làm giàu, đây là thời điểm bạn cần bắt tay vào thực hiện các kế hoạch của mình, đừng để kế hoạch mãi nằm trên giấy tờ. Dù quá trình thực hiện bạn sẽ có vướng mắc, song quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc, chỉ cho bạn cách khắc phục vấn đề. Chuyện tình cảm hài hòa, êm ấm, vợ chồng bạn ngày một thấu hiểu và quan tâm đến nhau hơn. Gia đình chính là động lực để bạn không ngừng cố gắng dâng lên và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Hãy làm cho năm 2025 chính là năm bùng nổ mạnh mẽ của bạn nhé. Tổng quan tử vi năm 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 là 44 tuổi âm lịch và 43 tuổi dương lịch. Thứ nhất, xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, theo tử vi tuổi Nhâm Tuất nam mạng năm 2025, thiên can Nhâm của tuổi gặp thiên can Ất của năm 2025 là quan hệ tương sinh. Đây là năm công việc của bản mệnh tuổi này có sự khởi sắc. Trong năm, bản mệnh có thể tiến hành những thay đổi hay mở mang cho công việc, có quý nhân phù trợ, được thiên thời địa lợi dễ bề thành công, người thực sự bản lĩnh sẽ được như ý nguyện. Xét về địa chi, Tuất gặp Tỵ, bình hòa, không xung, không khắc, chủ về công việc sự nghiệp do nỗ lực của bản thân mà thành. Con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc ngày một vững chắc, có cơ hội thăng quan tiến chức, đời sống vật chất đủ đầy. Xét về ngũ hành, xem tử vi năm Ất Tỵ 2025 của tuổi Nhâm Tuất nam mạng nhận thấy bản mệnh tuổi Nhâm Tuất có ngũ hành thuộc thủy, có mối quan hệ xung khắc với ngũ hành quả của năm Ất Tỵ, chủ về cơ thể bị hao tổn, chú ý các vấn đề sức khỏe liên quan đến các bệnh về ngực, phổi, dạ dày, hệ tiêu hóa. Ngoài ra nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Những biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành cho thấy trong năm Ất Tỵ này đối với bản mệnh tuổi Nhâm Tuất, sự nghiệp của bản mệnh nhìn chung có những bước tiến bền vững trong khoảng thời gian này. Nhiều khó khăn đã được đẩy lùi, những cơ hội có xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì dễ gặt hái được thành công. Tình hình tài chính có những dấu hiệu lạc quan, bản mệnh có một năm tiêu xài dư dả, không phải lo lắng quá nhiều. Thứ hai, xem tử vi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Nhâm Tuất nam mạng gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm là các tinh trong cửu diệu của niên hạn, chủ về danh lợi lưỡng toàn, sau này tốt cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Trong năm sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội bội thu tài lộc, được người giúp đỡ những việc như mua bán bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều các lợi.
Sao Thái Âm là một sao tốt về cả tài lộc lẫn sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe. Người được sao Thái Âm chiếu mạng, cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần. Khi gặp sao Thái Âm trong năm đương số thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh. Nhất là vào tháng 9, sang tháng 11 thì kém may mắn, vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám, mà sao Thái Âm thuộc hành thủy. Khi thủy khí cực dượng, tâm lý con người thường có sự biến đổi, nhiều người nội tâm trầm cảm, suy nghĩ nhiều u buồn lo lắng. Với bản chất là một sao trị tài phú, người xưa nhắc nhở, khi có tiền vẫn phải tiết kiệm và biết cách giữ gìn. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau: Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10 11 dạng hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Sao Thái Âm còn tượng trưng cho mặt trăng, với ý nghĩa soi sáng tỏ tường. Trong năm nếu có sao này chiếu mệnh thì vận hội thành công như vũ bão. Năm có sao Thái Âm chiếu chủ về danh lợi, cuộc sống sung túc và tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt trong năm sao này chiếu, nên bản mệnh làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản, như buôn bán nhà đất, sửa chữa, xây dựng, sẽ nhận được nhiều các lợi, từ đó thu bội tiền bạc. Nếu là nam giới, khi gặp sao này chiếu mệnh thì tiền tài công danh lẫn sự nghiệp rất phát triển. Họ sẽ có nhiều cơ hội làm giàu trong kinh doanh, cũng như có được sự giúp đỡ từ quý nhân. Nữ giới khi gặp sao Thái Âm thì sẽ có một năm tràn ngập niềm vui, tiền tài danh vọng và hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên người xưa nhắc nhở mệnh chủ gặp sao này vẫn nên chú ý cẩn trọng. Đặc biệt, người đang có bệnh tật lại càng không nên chủ quan. Tiền tài dư giả nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí, lên mặt với người. Vào tháng kỵ đó là tháng 10, 11 âm lịch, dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi. Thế nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm. Vì thế, muốn phúc trạch kéo dài, tuổi Nhâm Tuất nam mệnh, nên hành thiện tích đức, chú ý ngôn hạnh thì sẽ luôn may mắn bình an. Thứ ba, xem tử vi nam mạng, tuổi Nhâm Tuất theo niên hạn là Diêm Dương. Theo cửu diệu niên hạn thì Diêm Dương vừa là hạng tốt, vừa là hạng xấu. Hạng này chủ về sức khỏe, nhất là nữ mạng. Nam mạng thì đỡ hơn, tốt với những người có sức khỏe bình thường, xấu với những người hay đau ốm bệnh tật, phụ nữ mang thai. Theo dân gian có câu thơ sau: Diêm Dương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Qua câu thơ lục bát này cho thấy hạng Diêm Dương là một hạng vừa xấu vừa tốt. Tốt với trường hợp gia chủ có sức khỏe ổn định bình thường, xấu trong trường hợp gia chủ sức khỏe không ổn, đau ốm triền miên, bệnh tật điều trị không khỏi. Chẳng may gặp phải hạng này, dễ nguy hiểm đến tính mạng, chết chóc. Mặt khác, nhiều người vẫn nghĩ Diêm Dương đại diện cho vị thần cai quản cõi âm, người chết. Nhắc đến niên hạn này luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Trong năm gặp phải hạn này, gia chủ cần cẩn thận và chú ý hơn trong mọi việc, nhất là sức khỏe. Những hạn thường gặp khi gặp phải hạn Diêm Dương: với người đau ốm bệnh tật, bệnh càng nặng thêm, dù đã điều trị tốn tiền tốn của nhưng vẫn không khỏi. Gặp phải hạn này, sức khỏe của người bệnh càng lao dốc, chết chóc kề cạnh. Với người khỏe mạnh bình thường thì hạn này chẳng ảnh hưởng gì, đôi khi còn mang lại nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Thậm chí công việc ăn nên làm ra tiền của, vật chất đong đầy, cuộc sống trong năm trở nên sung túc, ấm no hạnh phúc. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Nhâm Tuất, nam mạng. Gặp vận niên mã bị đau, tức ngựa chiến bị thương, trong năm 2025, tuổi Nhâm Tuất nam mạng đã phần nhiều chịu thua thiệt về bản thân bởi ngựa chiến đông sông Tây đột. Làm bao nhiêu công chuyện cho người này kẻ nọ, để rốt cuộc mình lại bị thương. Công việc gì thế mà cũng khó đạt được thành quả như ý nguyện. Chuyện tình cảm không có gì tiến triển mới mẻ, cuộc sống hôn nhân bình bình trôi qua. Trong cả đắng cay ngọt bùi, người độc thân vẫn đang mãi mê phấn đấu cho sự nghiệp mà quên đi hạnh phúc cá nhân. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Nhâm Tuất, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi ham tuất cần tránh các năm tam tai, thân, dậu, tuất. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ Nhâm Tuất 1982 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Kim lâu năm 2025.
năm Ất Tỵ 2025. Gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982 là 44 tuổi âm lịch, tuổi Mụ. Gia chủ sẽ phạm kim lâu súc. Kỵ chăn nuôi gia súc. Tuy đây là vận hạn không liên quan trực tiếp tới con người nhưng gây họa đến gia súc, làm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Quan Ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi Nhâm Tuất là nhị nghi, không phạm quan ốc. Nhị nghi, có câu nhị nghi tấn thất địa sinh tài, nghĩ là làm nhà tuổi này sẽ được hưng thịnh, giàu có. Thái tuế năm 2025. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng, không phạm thái tuế. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Nhâm Tuất 1982 năm Ất Tỵ 2025 là Trạch Bảo. Trạch Bảo là một trong bốn trạch tốt gồm Trạch Phúc, Trạch Đức, Trạch Bảo, Trạch Lộc. Trạch Bảo là tốt, bởi vậy gia chủ 1982 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, Phúc, Đức, Bảo, Lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, hư, khốc, quỷ, tử chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là Phúc, Đức, Bảo, Lộc. Các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, tử, trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1982 gặp trạch bảo có THEI mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Nhâm Tuất nam mạng. Sang năm Ất Tỵ 2025, nam mệnh Nhâm Tuất đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của thái âm các tinh mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của bản mệnh và lưu niên Ất Tỵ, đồng thời sẽ tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng mà Minh Đường Tử Vi đưa ra. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Nhâm Tuất nam mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Xét về vận trình sự nghiệp cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm Ất Tỵ 2025. Thiên can tương sinh, địa chi bình hợp, lại thêm thái âm các tinh soi chiếu, năm Ất Tỵ 2025, công việc của bản mệnh Nhâm Tuất có nhiều phần thuận lợi. Dù gặp khó khăn cũng có người giúp sức, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh mẽ về đường công danh. Năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất có con đường công danh, sự nghiệp như được thay đổi một làn gió mới, phát huy được khả năng của mình, lại được quý nhân nâng đỡ, nên dễ dàng chạm tay vào cơ hội, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Nhờ vào tinh thần mưu lược, ứng biến, thông minh mà nghề nghiệp chính của bản mệnh sẽ được đảm bảo, bản mệnh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bản mệnh thể hiện được sự mưu lược cần có, khi cần đưa ra quyết định lớn không lo ngại hay do dự, dám nghĩ dám làm. Công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Năm này bản mệnh nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc. Bản mệnh có số được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội hùng hạp, đầu tư làm ăn mới. Với tinh thần chăm chỉ cần cù, bản mệnh sẽ mang về nhiều cơ hội làm việc tốt, có điểm nhận nhiều lợi lộc từ công việc chính. Tuy vậy, khi vận trình ở thế tốt, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng cần học cách khiêm tốn và kiềm chế cá tính của bản thân. Đôi lúc sự tác động của thương quan làm cho bản mệnh cá tính ngang tàn bộc phát, phá bỏ mọi quy tắc, mọi luật lệ. Điều này sẽ đẩy bản mệnh tới bước ngông nghênh, coi trời bằng vung, không tốt cho con đường thăng tiến của bản mệnh. Xét về phương diện tài lộc cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm Ất Tỵ 2025. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất bước sang năm Ất Tỵ 2025 cho thấy vận trình tài lộc được rộng mở, nguồn thu nhập chính sẽ được đảm bảo, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu phụ cho mình. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng là người giỏi trong việc kinh doanh, buôn bán. Năm này,
là thời điểm lý tưởng để bản mệnh cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường về tài chính. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong năm này cần phải chú ý, tỉnh táo và có bản lĩnh, tránh bị cám dỗ, khiến bản thân sa vào tà đạo, kiếm tài lộc bất chính, do sự tổn thất của người khác mà bản thân thu về lợi lộc. Về con đường tài lộc của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong năm này, nhìn chung tiến triển rất tốt. Các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng. Bản mệnh chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc, ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, có một năm buôn may, bán đắt, tiền bạc thu về không ít, giúp cho túi tiền không ngừng đầy lên. Bản mệnh cảm thấy an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Năm này, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng nên chú ý, chọn phương án đầu tư dài hạn và trung hạn, tài lộc sẽ được nở rộ, nhưng cũng không nên tham lam quá, kẻo tài lộc bị suy yếu. Trong năm 2025, tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn nhiều, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo. Bản mệnh nên thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác, bạn bè, người phụ tá sẽ tốt hơn. Xét về phương diện tình cảm, cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong năm Ất Tỵ 2025. Bước sang năm Ất Tỵ, về phương diện tình cảm, gia đạo của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng khá tốt. Thiên hỷ các tinh chiếu mệnh, báo tinh gia đạo có hỷ tính. Bản mệnh được nửa kia của mình giúp đỡ và dựng về con đường công danh, tài lộc. Trong quan hệ tình cảm, bản mệnh là người biết bổn phận của mình là một người chồng có trách nhiệm, luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Tình cảm gia đình hài hòa, các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi việc. Nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Đối với bản mệnh đang còn độc thân cũng rất dượng dận về đào hoa, bản mệnh là người có mối quan hệ xã giao rộng rãi, không khó để gặp gỡ làm quen được nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến. Khả năng cao, bản mệnh trong năm này sẽ tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân để có được hai cánh tay dìu dắt nhau, sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Xét về vận trình sức khỏe, cho bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong năm Ất Tỵ 2025. Năm 2025, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cần phải để ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Thái tuế ẩn nguyên thần hung tinh, thương quan tọa mệnh ngũ ý nhiều thương tổn, bệnh tật. Năm 2025 có ngũ hành quả dượng, nên bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cần chú ý các bệnh dạ dày đường ruột, hệ tiêu hóa và da. Sự tác động của tử phù là hung tinh, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cần phải chú ý bệnh cũ dễ tái phát, một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo. Năm này, bản mệnh cũng đang có điềm báo, gặp quả huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Cho nên bản mệnh cũng nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong năm này nên duy trì một lối sống khoa học, tránh thức khuya, dậy sớm hoặc làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Đặc biệt, thầy gia các khuyên bản mệnh tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, quá sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia các sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Trong năm Ất Tỵ 2025 này, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên tinh và sao thái âm chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên tinh đối với bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong năm 2025. Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thì phi kiện cáo,
có nghĩa thiên tinh là hạng xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột, hệ tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạng này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Phụ nữ bị hạng nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe. Khi gặp hạng thiên tinh làm sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo. Người gặp hạng thiên tinh dính tới những cãi giả, xích mích, kiện tụng, thậm chí là rơi vào dòng lao lý, làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác du oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạng thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn rầu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạng thiên tinh đối với bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Thứ nhất, về sức khỏe, những ai gặp hạng thiên tinh cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng, những ai gặp hạng thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật, luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, bản mệnh nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong năm 2025, gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm được xem là phước tinh thuộc hành thủy, nên khi gặp sao này, cả nam mạng hay nữ mạng đều gặp may mắn, phước phần, có tài lộc và niềm vui, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao Thái Âm được quan niệm là chủ về danh lộc và hỷ sự, vì vậy bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện dự định công việc trong năm này để có được kết quả tốt. Người được sao Thái Âm chiếu mạng, nam hay nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp và nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình. Sao Thái Âm rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa, xây nhà cửa. Vì vậy, nếu mệnh chủ có ý định mua bán bất động sản hay xây dựng, sửa chữa nhà thì có thể tranh thủ tiến hành vào thời điểm này. Ngoài ra, người được sao Thái Âm chiếu mạng sẽ có cuộc sống tốt đẹp, có phúc phần, đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, có quý nhân phù trợ, gặp được nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thái Âm vào 22 giờ đến 24 giờ, ngày 26 âm lịch hàng tháng, để cầu được nhiều tài lộc và giảm bớt các vận hạn, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Dân thưa quý vị, chọn tuổi xông nhà đầu năm là phong tục không thể thiếu trong truyền thống của người Việt để cầu tài lộc. May mắn, tiêu chí để chọn người đến xông nhà là hợp tuổi với gia chủ, tính tình thiện lương, đức độ, tốt bụng. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Nhâm Tuất. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Nhâm Tuất trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Dậu 2017, tốt. Bính Tuất 2006, tốt. Đinh Tỵ 1977, tốt. Đinh Dậu 1957, tốt. Bính Tuất 1946, tốt. Tân Dậu 1981, khá. Bính Thìn 1976, khá. Kỷ Dậu 1969, khá. Ất Dậu 2005, khá. Nhâm Ngọ 2002, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Nhâm Tuất trong năm Ất Tỵ 2025 là Tân Hợi 1971, không tốt. Canh Thìn 1940, không tốt. Canh Thìn 2000, không tốt. Ất Hợi 1935, không tốt. Mậu Tý 1948, không tốt. Quý Hợi 1983, không tốt.
Giáp Tý 1984, không tốt. Ất Hợi 1995, không tốt. Mậu Tý 2008, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình tử vi từng tháng âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, Nam Mạng, trong năm 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, tổng thể con đường tài lộc của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất tương đối lý tưởng. Tam hợp trợ mệnh cho thấy đường công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển khá hanh thông, thuận lợi. Bản mệnh dễ dàng nhận được sự công nhận của mọi người nếu làm trong những lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình để đạt được nhiều thành quả trong tương lai. Tuy nhiên tháng này cũng xuất hiện hung tinh đế dượng, bản mệnh cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc tránh làm mất hòa khí với mọi người ở nơi làm việc. Về sức khỏe, bản mệnh nên cẩn trọng trong việc đi lại sẽ tốt hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong tháng 2 âm lịch này, tử vi cho thấy thần tài tọa mệnh, lại thêm nhị hợp che chở, cho nên con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh Nhâm Tuất trong tháng này khá sáng. Bản mệnh có cơ hội thăng tiến trong tầm tay, với bản tính chăm chỉ, cẩn thận, không ham danh lợi, được cấp trên đánh giá cao, hãy tiếp tục phát huy hơn nữa trong tương lai. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng thuận lợi hơn khi bản mệnh gặp được một vài đối tác khá triển vọng. Thậm chí quý nhân có thể xuất hiện chỉ ra cho bản mệnh đâu là con đường đúng đắn, nhờ vậy mà đồng tiền cũng chảy vào túi bản mệnh thường xuyên hơn. Về vấn đề sức khỏe, cơ bản được ổn định, không có bệnh tật phát sinh, không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần chú ý giữ gìn khi tham gia giao thông. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Về phương diện sự nghiệp của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong tháng này đang phải gánh chịu những tác động xấu từ cục diện tương xung. Bản mệnh tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và không kiểm soát được cảm xúc cá nhân của mình, nên dễ đưa ra những quyết định nóng vội, sai lầm. Bản mệnh tuổi Nhâm Tuất nên chú ý điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Đây là thời điểm mà bản mệnh cần nhắc nhở bản thân tập trung hơn cho công việc. Hãy dành thời gian để bổ sung những kiến thức mình đang còn yếu, đồng thời chăm chú lắng nghe lời khuyên, hướng dẫn mọi người xung quanh. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Vào tháng 4 âm lịch, đối với bản mệnh tuổi Nhâm Tuất có vận trình phát triển khá ổn định. Công việc vào guồng khiến bản mệnh xử lý việc gì cũng trở nên suôn sẻ hơn. Bản mệnh có thể thử đặt ra những mục tiêu cao hơn, xa hơn cho mình, chớ nên giới hạn bản thân ở những điều đã quá quen thuộc. Thử sức ở cái mới sẽ khiến bản mệnh phát huy được tiềm năng của bản thân. Về tài chính, bản mệnh cần xác định được tinh thần rằng chuyện làm ăn kinh doanh của mình dường như đang dậm chân tại chỗ trong thời gian này. Bản mệnh có thể phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt tới từ phía đối thủ, thậm chí đối phương còn chơi xấu, khiến bản mệnh tốn thêm thời gian để giải quyết vấn đề, bỏ lỡ thời cơ xuất hiện ngay trước mắt. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bước sang tháng 5 âm lịch, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất đang có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Các tinh trợ mệnh lại thêm quý nhân nâng đỡ sẽ giúp cho bản mệnh phát huy hết được những năng lực còn tiềm ẩn của mình. Càng đứng trước thách thức, bản mệnh càng thể hiện được bản lĩnh của mình, mạnh mẽ giành lấy thành công bằng chính sức mình. Trong tháng, khả năng sáng tạo của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng được nâng cao, liên tục đưa ra những ý tưởng sáng tạo khá mới mẻ. Cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn, mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Tài lộc tốt.
Dận trình tháng 6 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Về phương diện sự nghiệp của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong tháng này có phần sa sút, hung tinh xuất hiện, tiểu nhân quấy phá trong vận trình của mình. Do đó, bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Không nên thả lỏng bản thân, cũng đừng có kiêu ngạo thái quá, kẻo bản mệnh sẽ lọt vào tầm ngắm của kẻ ghen ghét đố kỵ và phá hoại. Với những sai lầm, bản mệnh cũng cần tìm ra phương pháp để sửa chữa kịp thời. Nhắc nhở bản thân có tiền cần quản lý chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó, cướp đoạt tiền. Dù nhiều hay ít vẫn nên lấy tích lũy làm trọng để phòng trường hợp cấp bách xoay sở không kịp. Đặc biệt là trong tháng này, mệnh chủ nên hạn chế đầu tư tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao, kẻo nguy cơ trắng tay sẽ rất lớn. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bước sang tháng 7 âm lịch, vận trình của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất có điềm báo xấu, bản mệnh cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao. Bởi họa tiểu nhân rất lớn, dễ gặp phải kẻ lừa lọc, tâm địa xấu xa, vì thế đừng dễ dàng tin những lời xu nịnh của người khác. Ngoài ra tháng này là tháng cô hồn, tình hình sức khỏe của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất có chút xấu đi, bị sao hung tinh quấy phá. Cơ thể dễ bị ốm bệnh, mệt mỏi, bản mệnh nên hạn chế đi đến những nơi sông nước, nơi có nhiều âm khí để tránh nguy hại tới tính mạng. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bước sang tháng Bính Tuất, vận khí bất ổn có thể giảm sút bất cứ lúc nào. Trong tháng có các tàn hung, nếu không chăm chỉ và nỗ lực làm việc hơn trước, bản mệnh rất dễ gặp thất bại. Thái độ chần chừ do dự thiếu quyết đoán cũng thường để cơ hội tốt trôi qua một cách đáng tiếc. Bản mệnh tốn quá nhiều thời gian để so đo thiệt hơn, vì vậy mà những điều tốt đẹp sẽ trôi dụt qua trong phút chốc. Thị phi, mâu thuẫn xảy ra liên tiếp vào thời điểm này có thể khiến bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, song bản mệnh không nên nghĩ tới việc từ bỏ giữa chừng. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Đối với bản mệnh tuổi Nhâm Tuất bước sang tháng 9 âm lịch, có vận trình gặp những trở ngại nhất định. Cục diện Tuất Tuất tự hình, phương diện tài lộc của bản mệnh không được tốt lắm. Tiền bạc trong túi mình rõ ràng, nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bản mệnh không tỉnh táo và không sớm cân bằng lại thu chi. Người làm kinh doanh có thể phải đối mặt với những rủi ro trong việc đầu tư do kẻ tiểu nhân ráp tâm bày mưu cản trở. Bản mệnh nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa, nên càng dễ bị mắc bẫy, dẫn đến tiền mất tật mang. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Vận trình của các bản mệnh tuổi Nhâm Tuất trong tháng 10 âm lịch có những dấu hiệu phát triển tích cực. Cả chuyện tình cảm và công việc của bản mệnh đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn của bản mệnh. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của bản mệnh. Các tinh trợ mệnh giúp cho bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng trong công việc. Bản mệnh cũng tạo dựng được uy tín với đồng nghiệp và được cấp trên tin tưởng, sẽ được giao cho những công việc quan trọng, làm bàn đạp để phát triển cho đường công danh về sau. Tuy nhiên, dù tài lộc ổn định, nhưng bản mệnh tuổi Nhâm Tuất cũng không nên quá bằng lòng với hiện trạng. Nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Sức khỏe cơ bản tốt. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất hung cát ẩn tàng. Cục diện ngũ hành tứ hình xung gây họa, tiểu nhân có thể xuất hiện gây cản trở cho sự nghiệp của bản mệnh trong tháng này. Bản mệnh cần hết sức tập trung, chú ý cho công việc, chớ nóng nảy vì lời khích bác của người khác, sôi hành động sai trái, gây tổn thất cho danh tiếng bản thân. Tuy nhiên, tháng này dù gặp khó khăn, nhưng sẽ có quý nhân đứng ra trợ lực, song cái chính vẫn phải dựa vào sự cố gắng của bản thân. Bản mệnh nên chú trọng đoàn kết trong tập thể, tận dụng sức mạnh chung để đưa cả tập thể tiến lên, từ đó bản thân cũng được hưởng lợi. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh cần phải cẩn thận và đặc biệt chú ý, có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn.
tai nạn về xe cộ, sự hỗn loạn ở chốn đông người, rất dễ xảy ra cảnh giẫm đạp, xô đẩy, dẫn đến bị tổn thương về thân thể. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 cho nam mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy vận trình của bản mệnh tuổi Nhâm Tuất tiếp tục khởi sắc. Các hung tinh bị suy yếu, lại thêm các tinh trợ mệnh, tam hội nâng đỡ, thần tài giúp sức, giúp cho bản mệnh có thể đón nhiều cơn mưa về tài lộc, tiền bạc thu về không ít. Trong tháng có quý nhân giúp đỡ, công việc diễn ra thuận lợi, cho nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, bản mệnh có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc ở tại thời điểm này. Trong tháng Tết Nguyên Đán, dù bản mệnh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng việc chi tiêu cũng không hề nhỏ. Bản mệnh cũng nên có kế hoạch chi tiêu cho mình, tránh tình trạng thất thoát lãng phí, làm tài khí suy giảm. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, khi đã bước qua tuổi 44 thì cũng đã chiêm nghiệm nhiều điều trong đời. Trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, có 3 điều cổ nhân dạy không làm quá phận sẽ giúp Nhâm Tuất tránh xa tai họa, một đời bình an. Có một câu cổ ngữ: thiên đạo kỳ đầy, nhân đạo kỳ hoàn hảo, mọi thứ trên đời đều kỳ trạng thái đỉnh cao hoàn hảo, vật cực tất phản, cực thịnh sẽ dẫn đến suy vong. Nếu quá truy cầu hoàn hảo thì sự việc sẽ đem đến kết quả ngược lại. Trong đối nhân xử thế, chúng ta cần chú ý giữ đúng chừng mực, cố gắng làm tốt 3 điểm dưới đây. 1. Đừng nói đến hết lời. Người xưa từng nói, suy nghĩ 7 lần trước khi nói. Tại sao làm vậy? Bởi vì lời nói ra có thể khiến người khác tổn thương, hơn nữa còn rước họa vào thân. Do đó, cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng, khi nói cũng cần phải lưu lại cho bản thân một đường lui, đừng nói hết lời. 2. Đừng hành sự đến tột cùng. Có một ngôi chùa nọ, hương quả thịnh vượng quanh năm, vì thế mà đã thu hút kẻ trộm tiền nhang đèn tìm đến. Tuy nhiên, mỗi đêm chủ trì ngôi chùa lại lặng lẽ mở khóa, tháo then cài cửa sau cửa chùa để giúp cho kẻ trộm có thể dễ dàng trốn thoát. Khi bị những người khác phàn nàn, chủ trì nói một người phải đi ăn trộm, rất có thể họ đang gặp khó khăn nên mới đưa ra hạ sách này. Lời khuyên này truyền đến tai kẻ trộm, chẳng những tiền nhang đèn không bị lấy đi nữa, mà số tiền đã mất lại được trả về không thiếu đồng nào. Người sống trên đời, hôm nay có thể mọi sự đều thuận lợi, nhưng ngày mai rất thể phải đối diện với khổ nạn khốn cùng. Do vậy, trước mỗi sự việc, nếu có thể tha thứ được cho người thì nên tha thứ. Đây cũng là hành động lưu lại cho bản thân một đường lui, cuối cùng sẽ đắc được phúc báo. Trong đối nhân xử thế, đừng hành sự đến tuyệt đường, hành sự nên lưu lại cho mình một đường lui, để sau này không phải khó xử. Chừa lại cho người một đường lui cũng chính là lưu lại cho bản thân một đường sống. 3. Đừng lấp đầy dục vọng. Có một mục tin đăng trên báo như thế này: một cô gái tên là Tiểu Lộ, 26 tuổi, người ở Hàng Châu. Trong mắt bạn bè, cô là một tiểu thư giàu có. Mỗi khi nhìn thấy món đồ xa xỉ mà bản thân yêu thích, cô liền mua ngay. Không chỉ vậy, cô sẵn sàng bỏ ra 720.000 tệ để đến Thượng Hải làm phẫu thuật thẩm mỹ, chi 2 triệu tệ cho viện thẩm mỹ để chăm sóc sắc đẹp cho bản thân. Không chỉ vậy, cô còn bay đi khắp thế giới. Dấu chân cô đã đặt đến nhiều nơi hẻo lánh. Cô từng là nhân viên kinh doanh bất động sản, lương hàng năm lên đến 20.000 tệ, nhưng số tiền ít ỏi này không đủ để cô chi tiêu hàng ngày. Do vậy, cô còn vay mượn bạn bè để tiêu pha một cách phung phí. Cuối cùng, cô không thể trả nổi các khoản nợ của mình, hơn nữa còn bị các chủ nợ báo cảnh sát. Lúc kiểm kê tài sản cùng nợ, khoản nợ của cô lên đến 300 triệu tệ. Có một câu cổ ngữ rằng, dục vọng lớn bao nhiêu, đường đời ngắn bấy nhiêu. Nếu một người sống không biết đủ, mơ tưởng hão huyền, đến cuối cùng thì chẳng đạt được thứ gì. Nếu một người không biết cách kiềm chế dục vọng của bản thân thì nhất định sẽ gặp tai họa. Đối mặt với cám dỗ, học được kiềm chế bản thân thì mới có thể an nhiên tự tại. Một người khi muốn thỏa mãn dục vọng mà trở nên tham lam, chính là lúc người này bắt đầu rơi xuống vực thẳm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi năm Ất Tỵ 2025 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nam mạng. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình.
cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.